lại về được một lô điện thoại giá rẻ cấu hình cao ngày hôm nay cho mọi người trải nghiệm nè quá là nhiều luôn nha thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em là Samsung Galaxy S21 FE hàng chính hãng RAM sẽ là 8 bộ nhớ trong 128GB thiết kế nè khung viền kim loại mặt lưng bằng nhựa màn hình AMOLED con này thì bên mình đang bán chỉ có là 5 triệu 350 nghìn thôi nha máy mới đang 19 triệu mọi người bên mình đang bán chỉ có 12 triệu rưỡi thôi thiết kế thì cực kỳ đẹp luôn đây là cái Oppo Reno 12 Pro nha em này thì có camera AI chụp hình hỗ trợ rất là nhiều tính năng nha RAM sẽ là 12 bộ nhớ trong là 512 gb máy đẹp Ken 99 bảo hành chính hãng rất là dài luôn Reno 12 Pro thì bên mình đang bán chỉ có 12 triệu rưỡi thôi mọi người em 12 Pro đó, có cái màn hình cong 4 góc luôn nha rất là đẹp nha đây là Oppo A77S RAM 8 128 phiên bản chính hãng, máy còn rất là đẹp nha. A77S thì shop mình đang bán chỉ có là 2 triệu 850. 2 triệu là anh em đã có thể sở hữu một con máy này, có màn hình AMOLED này, RAM 8 128, chip nắp là gần 710, chơi game giải trí khá là ok. Đây là cái Realme XT nha, Realme XT RAM 8 128, camera là 64 chấm luôn, bên mình đang bán chỉ có là 2 triệu nha. Oppo Reno 12 5G mọi người. Shop mình đang có bản RAM 12, bộ nhớ 256 và bản bản 512 g luôn. Bản 512 thì bên mình đang bán chỉ có 9 triệu và bản 256 thì bên mình đang bán 8 triệu 6. Bảo hành chính hãng khá là dài, máy đẹp kèn 99 nha. Reno 12. Tiếp theo nè mọi người, Xiaomi Redmi Note 12 Pro trong phân khúc hơn 3 củ lấy con này xài ngon nè. Có viên pin 5000 nè, màn hình AMOLED nè, chip nắp là gần 732 nha, Xiaomi Redmi Note 12 Pro. 3.650.000đ nha, Samsung A54 5G có kháng nước kháng bụi RAM 8 128 máy đẹp 99 nha, còn siêu chưa lột luôn nè. A54 5G thì bên mình đang bán là 5,6 triệu 6 nha. Samsung Galaxy Note 20 bạn mọi người, hàng Việt Nam nha, máy còn rất là đẹp. Note 20 thì bên mình đang bán chỉ có 5,2 triệu 2 thôi, bản chính hãng RAM 8 256. Hơn hai cũ thì anh em cũng có thể lựa chọn con này nè. Vừa có màn hình AMOLED camera chụp hình khá là đẹp luôn. Vivo V30e nha. V30e thì máy đẹp 99 bên mình đang bán chỉ có 2 triệu 750 nghìn. Và máy 97 thì bên mình đang bán chỉ có 2 triệu tư thôi nha. V30e có màn hình AMOLED camera này mọi người. Sắc nét cực kỳ nha. Nét căng à. Đây sắc nét cực kỳ nha V30, uh, V23E iPhone 13 Pro Max nha 128GB pin 90 Con này là màu xanh quân đội nha mọi người Bên mình đang bán chỉ 14 triệu rưỡi thôi iPhone 11 nha Con này máy lóc Ngoại hình tổng thể hơi trầy 64GB nha Bên mình đang bán chỉ có 3 triệu mốt thôi nha iPhone 11 nha mọi người Con này thì uh, pin uh, Màn hình thay rồi, linh kiện không xác định nha. Bên mình đang bán chỉ có 4.350.000 thôi. Samsung A73 5G RAM 8128. Bên mình đang bán cái này thì chỉ có 4.350 luôn. Bằng cái giá của iPhone 11 nha. Samsung Galaxy Z Flip 5. Máy đẹp RAM 8.256 nhớ hàng chính hãng nha. Còn mẫu hành tới 31 tháng 12. Bên mình đang bán chỉ có 10.200.000 thôi. Samsung Galaxy A... 15 nha RAM 8256 máy đẹp nha A15 thì bên shop mình đang bán RAM 8256 máy 98% thì bên mình đang bán chỉ có 3 triệu rưỡi thôi Samsung Galaxy A23 5G nha mọi người bên mình đang bán chỉ có 2850 một cây nồi đồng cối đá siêu bền cho mọi người nè đây là dây cơ T100 RAM 6128 màn hình khá là đẹp có kháng nước kháng bụi và chịu được ba đập tốt này chỉ có 3 triệu thôi nha Oppo Reno 8T 5G màn hình cong snap là gần 695 camera chụp hình khá là đẹp camera em này lên đến 108 chấp nha Cái này thì bên mình đang bán chỉ có là 4 triệu 6 thôi cho bản ram 8256 nha Galaxy s23 Ultra hàng Việt Nam nha mọi người máy đẹp nha cái này đẹp chính phần trăm hàng Việt Nam bên mình đang bán 14 triệu 2 cho ram là 8 nhớ 256 và mình có phiên bản Mỹ nữa nè mọi người phiên bản Mỹ em này thì sẽ là RAM 12 bộ nhớ trong là 512 G 14 triệu 9 máy có chạy nha Samsung Galaxy A05 mọi người, A05. Con này thì RAM 4GB, 128 pin rất là trâu luôn nha, pin 5000, màn hình kích thước khá là lớn nha. A05 thì bên shop mình đang bán chỉ có là 2 triệu mốt nha. Sony Xperia 1 Max 4 ra 12 12 à, bộ nhớ trong 256 máy đẹp như thế này này mọi người. Bản quốc tế nha, màn hình có lưu ảnh nhẹ 7 triệu nha. Hơn một cũ thì anh em có thể sở hữu mấy cái này nè. Realme C11 RAM 2 bộ nhớ trong 32 pin 5000, con này 1 triệu 2. 1 150 C11 lân hơi chày và tiếp theo là có con Nazo 50i Prime nha em này thì RAM 3 bộ nhớ trong 32 pin 5000 bên mình đang bán chỉ có 1 triệu 150.000 thôi trên 3 triệu thì bên mình có hỗ trợ cho anh em trả góp không cần trả trước cũng được chỉ cần căn cứ công dân không nợ xấu là bị qua pin shop mình làm hồ sơ cho nha hỗ trợ trả góp không cần trả trước này có ship đi toàn quốc và giao lưu trao đổi mãi anh em nào quan tâm thì cứ inbox cho bên shop mình nha mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video đó anh em có thể nhắn tin qua giáp nào hoặc là hoặc là fanpage nha